Em về cái i10 nè anh chị, nhập khẩu Ấn Độ 2015, số sàn bản đủ nha, động cơ là 1.0, rất là tiết kiệm, đi đường trường đi ngon lắm anh chị, chở 5 người chạy phà phà luôn. Bốn vỏ thì Michelin mới, đăng kiểm thì cũng còn dài, chất xe đẹp nha anh chị nha. Bản đủ thì nó có đề nổ xi ta tốp ha, mâm đúc ha, thắng ABS nữa. Cái này bên Tâm bán 185 triệu nha anh chị, 185 triệu. Anh chị mua xe này thì bên Tâm bao rút hồ sơ, hồ sơ thì rút sẵn rồi, giờ về nộp thuế khoảng 2 triệu mấy 3 triệu nữa là để vô là bấm biển số thôi. Chắc xe ưng ý lắm anh chị, 100% là nguyên zin nha, keo chỉ cũng như là máy móc khung gầm động cơ hộp số là nguyên zin. Xe này gốc số Bình Dương, chủ người ta lấy biển số lại để người ta định danh nên trả biển số nên rút hồ sơ luôn nha anh chị. Xe thì đẹp miễn bàn ha. Cái này bên mình để cho anh chị là 185 triệu nha anh chị. Đời 25 nhập khẩu. Nội thất thì bọc ghế da hết rồi, trần nỉ nè. Qua lăng tích hợp. Qua lăng cần số thì đẹp nha anh chị. Chị nhìn vô lăng Senado chạy 100.000 nha chị. Cảm biến đẹp lắm anh chị, cho nên anh chị mua về xài gia đình là số 1 luôn. Thằng Hyundai nó hay lắm nha, nó làm xe 1 chấm mà chạy mạnh mạnh như là 1 chấm mấy vậy đó, chạy mạnh mà bốc lắm. Nhìn phím bấm nè, xe này là xe đẹp anh chị, 185 triệu anh chị ha. Vỏ Michelin, vỏ còn mới. Xe này là gốc số Bình Dương từ nào rồi luôn. Chủ xe của nó là một cán bộ anh chị, cán bộ công an. Ba cái cần đạp nè, chưa có mòn gì hết không. Xe đẹp nha anh chị nha. Bên mình để là 185 triệu bao rút hồ sơ, hồ sơ rút sẵn anh chị, giờ về là bấm số thôi. Bên Tâm thì mua bán là nó dễ lắm, khách mà muốn lấy biển số là Tâm rút hồ sơ trả biển số cho khách. Đẹp lắm anh chị nha. Từ đời 2016 là nhập khẩu nha anh chị. Bước qua 2017 là xe Việt Nam rồi. Mình thùng nước sơn đẹp. Này là gia đình đi, một anh cán bộ công an đi á, nên xe cũng còn khá là kỹ anh chị, không có dịch vụ không có kinh doanh gì đâu nha, xe gia đình á. Những cái xe mà nhỏ nhỏ rất tiền vậy nè là bên Tâm không có đi mua,
mà bên Tâm đổi xe anh chị, mấy người mà họ muốn đổi xe nhiều tiền hơn một số tự động rồi đó là bên Tâm nhận đổi hết nha. Xong rồi sẽ bán những cái xe này cho những người mà có cái tầm tài chính vừa phải và thích đi cái xe chắc chắn. Thay vì bán cho lái cũng được, nhưng mà mình để đây mình bán cho dân để mình tạo thêm cái sự thích ứng á, cho khách hàng có nhiều cái sản phẩm và chất lượng cũng như là giá thành từ thấp lên cao, chứ mình cứ bán xe nhiều tiền không thì có một số anh chị lại không có đủ tiền để chốt ủng hộ ha. Nên cũng nhiều người vô muốn mua xe ủng hộ bên Tâm nhưng mà lại không có đủ cái số tiền đó. Thì hôm nay Tâm đưa về những cái sản phẩm như xe này đi, là 2015, động cơ là 1.0 mà được cái nhập khẩu từ Ấn Độ, mà là bản đủ nữa. Bản đủ thì có thắng đĩa ABS nè, đề nổ Sitatop nè, rồi có nhiều tính năng lắm, phím bấm tích hợp nè, trên vô lăng nè, gập gương auto nè, tích hợp xi nhan nè, cảm biến nữa nè. Xe này theo như mình đánh giá là xe chất anh chị. Này về không có làm gì hết nha anh chị nha, về chỉ nhớt tâm thay mới rồi, giờ chỉ đổ xăng là chạy thôi. Máy nổ im lắm, im rất im luôn á. Đây là cục ABS nè, đây là cái máy nè, cái máy thì nắp cò chưa mở nha, ốc tán là rin 100% nha anh chị. ABS, cục ABS đó chị, bản đủ mới có nha. Keo chỉ nè, cabo chưa ra nè. Keo chỉ thì khỏi nói, 100% là nguyên zin nha. Này bên mình bán là 185 triệu á. Xe này thì Tâm bảo đảm là anh chị mua về không có đầu tư nữa nha, bởi vì em ấy nó gọn gàng sạch sẽ rồi, êm ái rồi, ưng ý rồi. Chốt đơn thì liên hệ ủng hộ nha. Một con xe tốt chất lượng như thế này thì không có gì mà phải suy nghĩ nữa anh chị. Và bên mình bán cho anh chị là 185 triệu anh chị nhé, liên hệ để chốt đơn ha. Xin cảm ơn anh chị luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng với ô tô Duy Tâm. Xin hẹn gặp lại anh chị nha.